chat. Anh em mình làm cái tờ như mẹ xem hết lên đi. Bạn đổi xíu đi, kêu cái tờ đi. Shit, man. Wackjack, Zach Grill, and the Liquid Boys. Okay. Honestly, because I think from a get-go, they've played together with Wackjack and Ibiza. They played together already, so okay. I think the synergy. Đây, khói kìa. Nó chuẩn bị di chuyển em ơi. Kìa, trước mặt anh xe này kìa. Ok. Pew! Pew! Bỏ. Trái trong nhà anh bạn. Nằm đi anh. Ôi giật mẹ rồi, không kịp. Mẹ. Ấm chúng viên thì mẹ. Fuck. Đẹp đấy, không biết tại sao nào đẹp. Nó di chuyển hoài á, nó nhích qua nhích lại hoài á. Fuck. Đẹp quá. Tại sao nào đẹp. Địt mẹ, mẹ mày. Bắn chúng viên à. Thấy cái đầu nó rồi bắn. Thấy cái đầu nhưng nó nhích hoài á. Vâng. Người đèn. Đây là một cái cửa hầm. Nếu như chúng ta giết được OMG thì chúng ta rất thoải mái đẩy lên rồi. Lan cây, lan cây, lan cây, lan cây, chết rồi. Và chúng ta hàng chiếm được cái cửa hầm. Chúng ta chiếm được cái cửa hầm rồi. Đi ra khỏi hầm một tôi cái vâng. Và Refund đang có cơ hội top 1 cực kỳ lớn này. Họ chiếm được cái cửa hầm. Các thành viên còn lại không thể nào mà lên được. Chúng ta cần Nai đẩy sớm ra. Chúng ta cần cẩn thận với Mick Coy cùng với cả Nai ở bên trong hầm. Bây giờ thì Phan họ chỉ cần canh cửa cờ hầm thôi là họ sẽ thắng. Đây sẽ là một trong những chiến tích vô cùng lịch sử nếu như Refun Gaming có được top 1 tại một giải đấu thế giới và lại là còn thể thức MVP nữa. Rồi, thì cái tên sừng sỏng thế giới. Mẹ Refun họ đang check xung quanh rồi, có vẻ như họ đoán ra đối phương ở trong hầm. Chắc chắn họ sẽ đoán như vậy. Đi giày chip bị bắn hạ rồi nhưng Ghost Gaming dừng lại ở vị trí thứ 3. Chúng ta đoán được rồi, đoán được đối phương ở trong hầm. Đối phương ở trong hầm rồi, không chỉ cần né liệu mà thôi. Không đối còn nét buộc phải chạy ra. Không còn nét, không còn nét. Nhưng đối phương bắt đầu nhá ra rồi. Xả đạn ở bên trong, quang kiếm. Làm ở bên trong và đối ra. Chúng ta tuyệt vời. Happy birthday to you.
Universal, Coca này, Wasabi, Wasabola, Haribo, Oscar, bên Đức rồi, bây giờ mình bay, mới bay từ BN Berlin qua đến Frankfurt, đang ở Frankfurt, và bây giờ từ Frankfurt thì sân bay mình bao nhiêu tiếng lên chết? Hả? 2 tiếng về Hà Nội nhỉ? Khoảng 12 tiếng. 12 tiếng về đến Hà Nội từ Frankfurt, xong rồi từ Frankfurt từ đâu từ Hà Nội mình sẽ ở đó đến 4 giờ chiều, mình bay một phát đến 6 giờ. Đâu, 4, đâu, 4 giờ chiều mình bay, 4 đến, 6 giờ chiều mình bay và 8 giờ mình đến Sài Gòn. Mọi người nghĩ đi cái này là vui, nhưng mà thật sự bên mình không có thời gian làm bất cứ gì hết. Từ lúc mình tới, từ lúc nhóm mình tới đến cuối là gần như là chỉ có ngủ, thức dậy rồi đi vào cái sân vận động, xong rồi tối và 11, 12 giờ đêm từ sân vận động và không hề đi bất cứ đâu. Shopping mình bọn mình cũng gần như chưa mua. Cái sự trải nghiệm của một cái giải thế giới như này gần như là ít ai có cơ hội trải qua. Và không khí trên sân khấu nó khác thì khác, nó một loại cực kỳ khác luôn. Cái đấy cuộc đời chưa chắc gì một lần nào cũng mình có thể bước lên một cái stage to như vậy, cái sân khấu to như vậy và chơi hay làm thì nó chưa bằng bao nhiêu người khác. Cái đấy mình chưa thấy trong tương lai mình sẽ làm được nữa. Cái kỷ niệm này lần này đi nó đặt lại rất là nhiều kỷ niệm rất là đặc biệt. Nhưng mà mọi thứ over rồi thì khoảng tổng cộng là một ngày nữa đâu chứ, đến một ngày nữa, phải cỡ một ngày nữa mình sẽ có mặt ở Sài Gòn, cỡ đó. Bây giờ cuối cùng cũng đã cuối cùng mình cũng đã về tới nhà. Nói chung là cái trip Berlin này, cái trip đi thế giới PGI này, nó thật sự là một cái kỷ niệm mà mình đang nhớ. Bởi vì chắc cả đời mình không bao giờ sẽ lên một cái sân khấu to nào như vậy nữa đâu. Mình chắc cũng không bao giờ có thể trôi qua cái trải nghiệm, cái cảm giác như vậy nữa đâu. Nhưng mà mình đi, nói chung đi rất là vui. Team Refund cực kỳ vui. Nói chung tất cả anh em chơi chung với nhau mà đi như vậy thì nói chung những kỷ niệm đáng nhớ. Chỉ có buồn là anh em không có được nhiều cơ hội mà đi tham quan hay là đi shopping hay bất cứ gì đó thôi, vì mình bận làm đi thi đấu giải quá. Nhưng nói chung là mình đang cực kỳ mệt luôn, cực kỳ mệt. Mình đi từ lúc mình đi đến giờ thật sự là đuối luôn à. Vì ngày nào cũng như ngày nào, từ không có bay thì cũng từ sáng đến tối, từ lúc mở mắt ra đến lúc đi ngủ. Đúng là mười mấy ngày, đúng là 10-11 ngày hành xác luôn. Mà kỷ niệm này với Team Refund cực kỳ đáng nhớ. Cảm ơn các bạn đã xem vlog cuối của cái trip to Berlin. Mình biết là có trong cái vlog là cũng có rất là nhiều đoạn mà mình chưa có add vô, với cả không có quay, bởi vì thật sự vừa đi thi đấu mà vừa đi quay mà cũng chỉ ở một cái stadium arena thôi, thì mà kéo dài bao nhiêu ngày thì nó khó tìm được content mới đó. Nhưng mà sẽ chốt lại đây cho các bạn. Cảm ơn tất cả fan của Refund đã qua ủng hộ bên Đức. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn sẽ tiếp tục và ủng hộ team. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ like and subscribe cho mình nha. Bye bye.